Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài đọc vệt phấn trên mặt bàn. Đến với hoạt động đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc. Thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, sau đó thì chúng mình có thể dừng video và đọc lại bài đọc. Khi thầy đọc thì chúng ta có thể quan sát ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát lên màn hình, lắng nghe thầy đọc bài. Bài đọc vệt phấn trên mặt bàn. Lớp mình có thêm học sinh mới. Đó là một bạn gái có cái tên rất ngộ, Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh Minh. Mình tò mò ngó mái tóc xù lông nhím của bạn, định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ. Nhưng cô bạn tóc xù toàn làm cậu bực mình. Trong lúc mình bặm môi nắn nót những dòng chữ trên trang vở thì hai cái cùi chọ đụng nhau đánh cục làm chữ chạy chồm lên rớt khỏi dòng. Tất cả rắc rối là do Thi Ca viết tay trái. Hai, ba lần mình phải kêu lên: "Bạn xê ra chút coi, đụng tay mình rồi nè." Tới lần thứ tư, mình lấy phấn kẻ một đường chia đôi mặt bàn. "Đây là ranh giới, bạn không được để tay thò qua chỗ mình nhé." Thi Ca nhìn đường phấn, gương mặt thoáng buồn. Đường ranh giới cứ thế tồn tại trên mặt bàn hết một tuần. Hôm ấy, trống vào lớp, lâu rồi mà không thấy Thi Ca xuất hiện. Thì ra bạn ấy phải vào viện, cô giáo nói. Hy vọng lần này bác sĩ sẽ chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa. Lời của cô giáo làm mình chợt nhớ ra. Thi Ca hay giấu bàn tay mặt trong học bàn. Mình nhớ ánh mắt buồn của bạn lúc nhìn mình vạch đường phấn trắng. Càng nhớ càng ân hận. Mím môi, mình đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn. Mau về nhé, Thi Ca. Mình nói với vệt phấn chỉ còn là một đường mở nhạt trên mặt gỗ lốm đốm vân nâu. Theo Nguyễn Thị Kim Hòa. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc vệt phấn trên mặt bàn. Chúng ta có thể dừng video và đọc lại bài đọc này. Khi đọc thì chúng mình cố gắng ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và chú ý lời thoại của nhân vật ở trong bài đọc này. Bây giờ thì chúng ta cùng chia đoạn. Ở trong bài đọc này chúng ta thấy sẽ có mấy đoạn. Trong bài đọc này thì chúng ta sẽ có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất sẽ là từ đầu đến thật vui vẻ. Đoạn thứ hai sẽ là từ tiếp theo cho đến hết một tuần. Đoạn thứ ba sẽ là phần còn lại. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 đoạn như trên màn hình. Bây giờ thì chúng ta sẽ luyện đọc một số từ khó ở trong bài. Ví dụ như một số từ khó đó là xù lông nhím, nắn nót, rắc rối, lốm đốm vân nâu. Chúng mình có thể tìm thêm một số từ mà chúng ta cảm thấy là khó đọc, dễ nhầm lẫn, khó phát âm, chúng ta có thể luyện thêm. Ở đây thì chúng ta thấy có một từ khó hiểu đó là tay mặt, đúng không? Từ tay mặt thì chúng ta thấy nghĩa ở trong bài đó là từ tay phải,
Bây giờ chúng ta sẽ đọc nối tiếp theo từng đoạn. Trong đoạn 1, chúng mình sẽ đọc như sau. Lớp mình có thêm học sinh mới. Đó là một bạn gái có cái tên rất ngộ, Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh mình. Mình tò mò ngó mái tóc xù lông nhím của bạn, định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ. Đó là đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ nối tiếp đọc tiếp đoạn 2. Đoạn 2 thì sẽ từ: Nhưng cô bạn tóc xù toàn làm cậu bực mình, trong lúc mình bặm môi nắn nót những dòng chữ trên trang vở thì hai cái cùi trọ đụng nhau đánh cục, làm chữ nhạy chồm lên rớt khỏi dòng. Tất cả rắc rối là do Thi Ca viết tay trái. Hai ba lần mình phải kêu lên: bạn xê ra chút coi, đụng tay mình rồi nè. Tới lần thứ tư, mình lấy phấn kẹ một đường chia đôi mặt bàn. Đây là ranh giới, bạn không được để tay thò qua chỗ mình nhé. Thi Ca nhìn đường phấn, gương mặt thoáng buồn. Đường ranh giới cứ thế tồn tại trên mặt bàn hết một tuần. Trong đoạn này thì chúng ta có một câu khá là dài, thì chúng mình sẽ ngắt nghĩ như sau. Trong lúc mình bặm môi nắn nót những dòng chữ trên trang vở thì hai cái cùi chỏ đụng nhau đánh cục, làm chữ nhạy chồm lên rớt khỏi dòng. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại đoạn 2 một chút. Chú ý câu văn dài mà thầy đã hướng dẫn ở chúng ta ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc đoạn 3. Đoạn 3 thì sẽ là đoạn còn lại. Hôm ấy trống vào lớp lâu rồi mà không thấy Thi Ca xuất hiện. Thì ra bạn ấy phải vào bệnh viện, cô giáo nói. Hy vọng lần này bác sĩ sẽ chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa. Lời của cô giáo làm mình chợt nhớ ra Thi Ca hay giấu bàn tay mặt trong học bàn. Mình nhớ ánh mắt buồn của bạn lúc nhìn mình vạch đường phấn trắng, càng nhớ càng ân hận. Mím môi, mình đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn. Mau về nhé, Thi Ca. Mình nói với vệt phấn chỉ còn là một đường mờ nhạt trên mặt gỗ lốm đốm vân nâu. Chúng ta sẽ dừng video và đọc nối tiếp lại cho thầy ba đoạn ở trong bài. Trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì chúng ta cũng cố gắng đọc lại toàn bài một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài thì chúng ta sẽ tham gia chơi một trò chơi vui cùng thú cưng. Đây là những thú cưng rất là dễ thương. Nếu như chúng ta trả lời đúng các câu hỏi trong phần tìm hiểu bài thì chúng ta sẽ có được những con thú cưng này. Câu hỏi đầu tiên như sau. Minh có suy nghĩ gì khi cô giáo xếp Thi Ca ngồi cạnh mình? Chúng ta có thể đọc đoạn văn thứ nhất. Lớp mình có thêm học sinh mới, đó là một bạn gái có cái tên rất ngộ, Thi Ca. Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh mình tò mò với mái tóc xù lông nhím của bạn. Vậy thì Minh có suy nghĩ gì khi cô giáo xếp Thi Ca ngồi cạnh mình? À đúng rồi, mình rất là tò mò, ngó mái tóc xù lông nhím của bạn, định bụng sẽ làm quen với người hàng xóm mới thật vui vẻ, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy mình rất là tò mò khi cô giáo xếp Thi Ca ngồi bên cạnh mình. Chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai như sau. Điều gì làm cho mình bực mình khi ngồi cùng với Thi Ca? Chúng ta có thể đọc trong đoạn văn. Theo chúng ta thì điều gì đã làm cho mình bực mình? À đúng rồi, vì Thi Ca viết bằng tay trái nên vài lần đụng phải tay mình khi mình đang nắn nót viết, làm cho những dòng chữ trên trang vở bị gì? Siêu vẹo và xấu xí. Đó là điều mà làm cho mình bực mình, đúng không? Vì Thi Ca bị viết bằng tay trái nên hay chạm với tay của mình khi viết chữ. Chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi số 2. Bây giờ chúng ta cùng trả lời câu hỏi số 3.
Câu hỏi số 3 như sau. Khi đang viết thì bị thi ca đụng vào tay, mình đã làm những gì? Vậy thì khi đang viết thì bị thi ca đụng vào tay, mình đã làm gì đây các em? À, chính xác. Khi đang viết thì bị thi ca đụng vào tay, mình như thế nào? Rất là bực mình. Cậu lấy phấn kẻ một đường chia đôi mặt bàn và nói với thi ca, đó là ranh giới. Thi ca không được để tay qua chỗ của cậu, đúng không? Đó là việc làm mà Minh đã làm khi bị thi ca đụng vào tay khi viết chữ. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3, câu hỏi số 4. Khi biết tin thi ca phải đi bệnh viện chữa tay, Minh có những thay đổi gì trong suy nghĩ và việc làm? Chúng ta hãy đọc đoạn số 4 nhé. Đọc đoạn số 3. Thì như vậy thì chúng ta thấy khi mà thi ca đi nhập viện thì cô giáo đã nói những gì và mình đã làm những hành động như thế nào? Đúng rồi, mình chợt nhớ ra thi ca hay giấu bàn tay phải trong học bàn. Nhờ ánh mắt buồn của bạn khi nhìn cậu vạch đường phấn trên mặt bàn, cậu cảm thấy ân hận. Cậu đã lấy chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn và thầm mong thi ca chóng khỏi bệnh, để lại về ngồi bên cạnh cậu, đúng không? Đó là những thay đổi suy nghĩ ở trong mình khi biết thi ca đi viện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 như sau. Chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện bằng 7 đến 8 câu. Thì dựa vào những gợi ý, ví dụ nhan đề câu chuyện là gì, câu chuyện diễn ra ở đâu, nhân vật chính là ai, điều gì xảy ra với các nhân vật, câu chuyện kết thúc như thế nào. Thì ở đây chúng ta có thể tóm tắt như sau. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Câu chuyện vệt phấn trên mặt bàn kể về quá trình thay đổi suy nghĩ của Minh khi gặp người bạn mới. Khi cô giáo xếp bạn mới ngồi cùng bàn với Minh đã muốn làm quen vui vẻ với bạn mới, nhưng người bạn mới luôn làm Minh bực mình và Minh đã kẻ vệt phấn trên đôi chiếc bàn để tránh bị bạn đục vào tay, mặc dù người bạn mới đó có vẻ buồn. Cho đến một hôm, người bạn cùng bàn không đến, biết được bạn phải bỏ vào bệnh viện để chữa tay thì Minh đã rất ân hận và xóa đi vệt phấn đó. Ví dụ như chúng ta có thể tóm tắt như thầy trên màn hình. Thì dựa vào đây chúng ta có thể tóm tắt bằng 7-8 câu có nội dung câu chuyện như chúng ta vừa được nghe. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng các câu hỏi ở trong phần tìm hiểu bài. Vậy thì theo chúng ta, nội dung chính của bài đọc là gì? Thì ở đây chúng mình có thể thấy câu chuyện nói với chúng ta rằng những người bạn luôn mang đến cho chúng ta những niềm vui trong cuộc sống thì hãy luôn trân trọng và nâng niu tình bạn mình có, đúng không? Chúng ta có thể dừng video và đọc nội dung câu chuyện. Đến với hoạt động tiếp theo thì chúng mình sẽ luyện đọc lại. Luyện đọc diễn cảm thì chúng ta cần nhấn giọng ở những từ thể hiện cảm xúc. Ví dụ như là nhưng cô bạn tóc xù toàn làm cậu bực mình, đụng tay mình rồi nè, chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta có thể dừng video và luyện đọc lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập thì chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là tính từ chỉ đặc điểm của sự vật? Từ nào là tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động? Lời của cô giáo là mình chợt nhớ ra thì ca hay giấu bàn tay trong học bàn. Mình nhớ ánh mắt buồn của bạn lúc nhìn Minh vạch đường phấn trắng, càng nhớ càng ân hận. Mình mím môi, mình đè mạnh chiếc khăn xóa vệt phấn trên mặt bàn. Chúng ta có thể thấy trong đoạn văn này có hai từ in đậm, đó là trắng và mạnh. Vậy thì những từ tính từ như trắng và mạnh này thì từ chỉ đặc điểm của sự vật là từ nào, và từ chỉ tính từ chỉ hoạt động là từ nào? Thì ở đây chúng ta có thể thấy tính từ chỉ đặc điểm của sự vật đó là trắng. Ý muốn nói viên phấn như thế nào? Rất là trắng, đúng không? Đó là tính từ chỉ đặc điểm của sự vật.
Tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động đó là mạnh, tức là nói lên cái hành động đè, đè rất là mạnh. Tính từ mạnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đặt câu về một nhân vật trong bài đọc, trong đó có dùng tính từ. Thì tính từ thì chúng ta có thể dùng một số câu ví dụ như là Minh là một người bạn rất tốt, đúng không? Thì cái từ tốt thì tính từ này. Ngoài ra chúng ta có thể tìm thêm một số từ để đặt câu rồi chia sẻ cho các bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc viết phấn trên mặt bàn. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.